Xin chào, các bạn đang đến với Hack Channel. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đến từ nhà sản xuất Sennheiser, chiếc tai nghe MX686G. Nhìn sơ qua thì cũng đã biết là chiếc tai nghe này sẽ phục vụ cho cái nhu cầu thể thao của các bạn, hoặc là các bạn nào muốn tập gym, muốn được body 6 múi mà muốn thưởng thức được âm nhạc đỉnh cao thì các bạn có thể vừa đeo tai nghe này và vừa tập gym một cách thoải mái. Và bây giờ thì mình sẽ cùng đập hộp cái chiếc tai nghe này ra xem bên trong sẽ có những gì. Đây, bên trong này thì chúng ta sẽ thấy một cái tai nghe có một cái tông màu chủ đạo, một tông màu ít bị nổi lắm, đó chính là một cái màu xanh chuối. Mặt trong này thì nó có một cái ký hiệu đó để các bạn có thể phân biệt được bên nào là bên trái và nào là bên phải, tránh cái trường hợp bị đeo ngược. Phần móc thì có thể điều chỉnh kéo dài ra, này thì có thể linh hoạt cho các bạn vừa cái kích cỡ tai của từng người khác nhau. Tai nghe được sử dụng là một dây dẹp chống rối và nó được làm từ một vật liệu siêu bền, và kèm theo đó là một cái kẹp áo đi kèm. Cái nút silicon này thì mình thấy nó là một cái dạng nút cao cấp và nó cho cái khả năng chống ồn rất là cao. Phần mic thì được in lên tai nghe và cái tem bóng chính hãng rất là nhỏ gọn. Micro và điều khiển cho các thiết bị điện thoại Android thì cũng được tích hợp trên chiếc tai nghe này. Nhà sản xuất Sennheiser rất là hào phóng khi mà tặng thêm một cái túi đi kèm rất đẹp và nó có khâu một cái logo của nhà sản xuất Sennheiser. Nói về chất âm của chiếc MX-868G này thì khi mà được sử dụng nó một cái thời gian nhất định, cũng không được lâu lắm, thì mình có cảm nhận như thế này. Đó chính là cái âm thanh của nó thì vẫn giữ được những cái âm bass tốt và đặt cái đặc tính tự nhiên cũng như là những cái chi tiết. Tại vì cái chiếc tai nghe này nó hướng tới những cái đối tượng, đó chính là những cái bạn tập thể thao, tập gym á, hoặc là những cái bạn nào mà muốn chơi thể thao nhẹ ở ngoài trời hoặc ở những cái môi trường ồn ào, thì cái chiếc tai nghe này thì nó sẽ có khả năng chống ồn rất là cao. Đồng thời thì chiếc tai nghe này cũng mang đến cho các bạn một cái độ thông thoáng rất là tốt. Khi mà mình nghe cái tai nghe này trong một thời gian dài thì mình cũng không có bị cái cảm giác như là mệt mỏi hoặc là ẩy ẩy, mà mình cảm thấy rất là thích khi mà đeo chiếc tai nghe này vào tai. Hiện tại thì HNAM Mobile đang phân phối sản phẩm này với một mức giá rất là hợp lý là 1.757.000 đồng, kèm theo những quà tặng hấp dẫn. Vì thế những bạn nào muốn tìm cho mình một tai nghe tốt để mà các bạn có thể tập gym hoặc là các bạn có thể tập thể hình, các bạn có thể nhanh chân chạy đến những cửa hàng của HNAM Mobile gần nhất để các bạn có thể trải nghiệm. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.